Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018, đúng 44 năm ngày Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và là buổi phát thanh lần thứ 2442 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Hoa Kỳ rút khỏi thỏa ước TPP, Việt Nam gia tăng đàn áp giữa đấu tranh. Trình diễn văn hóa tàu trong ngày tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu đàn áp giới tài xế phản đối các BOT lộ phí. Hồ chứa chất thải độc hại bị vỡ, cá chết hàng loạt ở tỉnh Điện Biên. Hàng không mẫu hàm Mỹ sẽ viếng thăm Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Thủ tướng Hun Sen bổ nhiệm con rể làm tư lệnh phó cảnh sát quốc gia. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó là nghi thức tưởng niệm 75 tử sĩ Hoàng Sa, những chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến chống lại quân xâm lược Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Giữa chương trình trong chuyên mục câu chuyện thời sự, chúng tôi có buổi trao đổi với anh Ngô Thế Linh, một người trẻ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, liên quan đến trận hải chiến Hoàng Sa xảy ra cách đây đúng 44 năm. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Hóa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây. Trong một nhận định khá bất ngờ, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa ước TPP đã khiến bào quyền Hà Nội gia tăng đàn áp giữa bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Nhận định này được đưa ra trong bản phúc trình thường niên dài 643 trang về tình hình nhân quyền tại 90 quốc gia trong năm qua. Theo phúc trình, thì trong thời gian đàm phán gia nhập khối TPP, bào quyền Hà Nội biết rõ việc bắt bớ giữa đấu tranh sẽ gây khó khăn trong vấn đề thương thuyết. Thế nên sau khi thỏa ước này tan vỡ, thì Hà Nội liền tháo bỏ bộ mặt nhân từ, gia tăng chiến dịch bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Theo danh sách của Human Rights Watch, thì hiện có 119 nhà đấu tranh cho nhân quyền và tôn giáo đang bị đày đọa trong các trại tù ở Việt Nam, với 28 người bị kết án tù trong năm 2017, trong đó có hai phụ nữ nổi tiếng là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Trong phần kết luận, Phúc Trình kêu gọi giới đầu tư quốc tế phải áp lực bảo quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Còn rất nhiều tấm lòng tha thiết với đất nước đã bày tỏ sự căm phẫn trên các trang mạng. Sau khi hay tin là Bộ Văn hóa Việt Nam đã phối hợp với Tòa đại sứ Trung Cộng để tổ chức một buổi trình diễn nghệ thuật Trung Hoa đúng vào ngày hôm nay, 19 tháng 1, ngày Trung Cộng tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa vào 44 năm trước. Theo nội dung trên các tấm vé, thì buổi trình diễn là do đoàn nghệ thuật Nội Mông thực hiện để kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, được ký kết vào ngày 18 tháng 1, 1950. Thế nhưng, thay vì trình diễn vào hôm qua, thì trên vé ghi rõ ngày hôm nay, 19 tháng 1, tại Nhà hát Lớn ở Hà Nội. Trên các trang mạng, những người Việt yêu nước cảm thấy đau lòng cho những người đã nằm xuống để bảo vệ chủ quyền của đất nước, đặc biệt là các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong cuộc hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Vào hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho các nhà cầm quyền địa phương phải ra tay trừng phạt những người mà ông gọi là lợi dụng để kích động và chống phá các trạm thu lộ phí. Trong công điện, ông Phúc thừa nhận có nhiều sai trái tại các trạm thu lộ phí và ông nhấn mạnh như sau: không thể để cho bọn ấy lợi dụng, lấn tới, tiềm ẩn những hành vi gây mất an ninh trật tự, kể cả các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại. Công điện dẫn chứng tình trạng hỗn loạn ở các BOT Cai Lậy, Cần Thơ và Sông Phan trong mấy tuần qua để yêu cầu các nhà cầm quyền địa phương phải trừng phạt nghiêm khắc những người có hành vi mà ông Phúc gọi là kích động, gây rối, phá hoại an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cũng theo lệnh trên, thì Bộ Giao thông phải cung cấp cho Bộ Công an các dữ liệu về những người bị xem là cầm đầu quậy phá các BOT giao thông. Giới báo chí lề đảng cũng nhận lệnh cấm đăng tải tin tức về các cuộc đấu tranh phản đối của giới tài xế. Một hồ chứa chất thải bị vỡ ở tỉnh Điện Biên
dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt trên các sông suối ở huyện Điện Biên trong mấy ngày qua. Giới chức Điện Biên vào hôm qua xác nhận nguyên nhân cá chết là vì vỡ đập chất thải của công ty chế biến tinh bột Hồng Diệp tọa lạc tại xã Núa Ngam, khiến chất thải tràn ra suối Nậm Núa, gây ô nhiễm một vùng rộng lớn từ xã Núa Ngam đến xã Nam Mấn. Hiện chưa rõ là trong vài ngày tới, tình trạng cá chết sẽ lan đến nơi nào ở vùng hạ lưu. Cần nói thêm, suối Nậm Núa là nguồn nước sinh hoạt và trồng trọt của gần 10.000 cư dân của huyện Điện Biên. Theo đàm phán sơ khởi giữa hai nước Mỹ và Việt, thì một hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, chi tiết về mẫu hạm và chương trình thăm viếng vẫn chưa được tiết lộ. Cần nhắc lại, kế hoạch đưa mẫu hạm đến thăm Việt Nam được nêu ra trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm ngoái. 3 tháng sau đó, vấn đề này cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Việt tại Ngũ Giác Đài. Theo một nguồn tin mới nhất, thì ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sẽ sang thăm Việt Nam vào tuần tới và sẽ thảo luận về vấn đề này. Sau 40 năm thoát khỏi chế độ bạo tàn Khmer Đỏ, Campuchia đang tiến đến thể chế độc tài gia đình trị, mà bằng chứng mới nhất là Thủ tướng Hun Sen vừa bổ nhiệm con rể vào chức tư lệnh phó cảnh sát quốc gia. Người được bổ nhiệm là ông David Chia, chồng của trưởng nữ Hun Manna, chủ nhân tập đoàn truyền thông Bayon TV, cùng với hàng chục công ty lớn nhỏ khác. Cần biết là tư lệnh lực lượng này là ông Ned Savonun, chồng của một cháu gái của ông Hun Sen. Mấy năm trước đây, ông Hun Sen cũng phong hàm thượng tướng cho trưởng tử của mình là Hun Manet, sau đó bổ nhiệm vào ghế tổng tham mưu phó quân lực Campuchia. Cậu ấm Hun Manet được xem là người sẽ thừa kế ngôi vị của ông Hun Sen trong tương lai. Sau đây mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng lòng dành ra 53 phút để tưởng nhớ 75 tử sĩ Hoàng Sa, những chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Tổ quốc cách đây đúng 44 năm. Trên hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 gồm có Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà, Hải quân Đại úy Nguyễn Thành Trí, Hải quân Trung úy Vũ Văn Bang, Hải quân Trung úy Phạm Văn Đồng, Hải quân Trung úy Cơ khí Huỳnh Duy Thạch, Hải quân Trung úy Cơ khí Ngô Chí Thành, Hải quân Thiếu úy Vũ Đình Huân, Thượng sĩ nhất Trọng Pháo Nguyễn Hồng Châu, Thượng sĩ nhất Điện khí Võ Thế Kiệt, Thượng sĩ nhất Cơ khí Phan Tấn Liên, Thượng sĩ Vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ, Trung sĩ nhất Vô tuyến Phan Tiến Trung, Trung sĩ nhất Bí thư Trần Văn Đảm, Trung sĩ nhất Giám lộ Vương Thương, Trung sĩ Cơ khí Trần Văn Ba, Trung sĩ Vận chuyển Phạm Ngọc Đa, Trung sĩ Thám xuất Lê Anh Dũng, Trung sĩ Điện khí Lai Viết Luận, Trung sĩ Trọng pháo Võ Văn Nam, Trung sĩ Giám lộ Nguyễn Văn Ơn, Trung sĩ Cơ khí Phạm Văn Quý. Trung sĩ Trọng pháo Huỳnh Kim Sang, Trung sĩ Cơ khí Nguyễn Tấn Sĩ, Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn, Trung sĩ Điện tử Trần Văn Thọ, Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng, Trung sĩ Quản kho Nguyễn Văn Tuấn, Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Vĩnh Xuân, Trung sĩ Điện tử Nguyễn Quang Xuân, Hạ sĩ nhất Điện khí Trần Văn Định, Hạ sĩ nhất Cơ khí Đinh Hoàng Mai, Hạ sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Quang Mến, Hạ sĩ nhất Cơ khí Trần Văn Mộng, Hạ sĩ nhất Vận chuyển Ngô Văn Sáu, Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lê Văn Tây, Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lương Thành Thú, Hạ sĩ Cơ khí Phạm Văn Ba, Hạ sĩ Cơ khí Trần Văn Bảy, Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Xuân Cường, Hạ sĩ Điện khí Trần Văn Cường, Hạ sĩ Vận chuyển Trương Hồng Đào, Hạ sĩ Cơ khí Nguyễn Văn Đồng. Hạ sĩ Điện khí Nguyễn Ngọc Hòa, Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Văn Hoàng, Hạ sĩ Trọng pháo Phan Văn Hùng, Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Lợi, Hạ sĩ Phòng tai
Nguyễn Văn Phương, hạ sĩ trọng pháo Nguyễn Văn Thân, hạ sĩ phòng tay Trần Văn Thêm, hạ sĩ phòng tay Phan Văn Thép, hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Tứ, thủy thủ nhất trọng pháo Nguyễn Văn Đức, thủy thủ nhất thám xuất Phạm Văn Lèo, thủy thủ nhất cơ khí Dương Văn Lợi, thủy thủ nhất trọng pháo Nguyễn Văn Nghĩa, thủy thủ nhất trọng pháo Thi Văn Sinh, thủy thủ nhất phòng tay Nguyễn Hữu Phương, thủy thủ nhất trọng pháo Lý Phùng Quý, thủy thủ nhất vô tuyến Phạm Văn Thu, thủy thủ nhất điện tử Đinh Văn Thục, thủy thủ nhất cơ khí Châu Tùy Tuấn, thủy thủ vận chuyển Nguyễn Văn Lai, thủy thủ điện tử Bí Thư Thành. Các tử sĩ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, HQ4 gồm có Hải quân Trung úy Nguyễn Phúc Xá, hạ sĩ nhất vận chuyển Bùi Quốc Danh, biệt hải Nguyễn Văn Vượng. Các tử sĩ trên tuần dương hạm Trần Bình Trọng, HQ5 gồm có Hải quân Trung úy Nguyễn Văn Đồng, thượng sĩ nhất điện tử Nguyễn Phú Hảo, trung sĩ nhất trọng pháo Vũ Đình Quang. Các tử sĩ trên tuần dương hạm Lý Thường Kiệt, HQ16 gồm có trung sĩ điện khí Trần Văn Xuân, hạ sĩ quản kho Nguyễn Văn Duyên. Các tử sĩ người Nhái trong trận chiến này gồm có Hải quân Trung úy người Nhái Lê Văn Đơn, thượng sĩ người Nhái Đinh Hữu Từ, hạ sĩ người Nhái Đỗ Văn Long, người Nhái Nguyễn Văn Tiến. Thưa quý thính giả, trong một xã hội bị bưng bít thông tin, giấu nhẹm sự thật như Việt Nam, vào thời gian diễn ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, người dân và ngay cả số đông tầng lớp cán bộ đảng viên cấp thấp chắc chắn đã không biết những gì đã xảy ra. Nhưng nay thì khác, với sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật truyền thông, sự thật về cuộc hải chiến này đã được phơi bày. Chính nhờ vậy, ngày hôm nay, để đánh dấu 44 năm trận hải chiến Hoàng Sa, các hình thức tưởng niệm 75 chiến sĩ hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa không chỉ được cộng đồng người Việt tự do cử hành tại nhiều nơi ở hải ngoại, mà các buổi tưởng niệm này cũng đã được diễn ra ngay cả ở trong nước. Để tìm hiểu về nhận định của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về biến cố Hoàng Sa, mời quý khán giả theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Ngô Thế Linh, một thanh niên 32 tuổi sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Xin mến chào anh Ngô Thế Linh. Dạ vâng, xin chào anh và chào quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Trước hết xin anh cho thính giả của đài biết từ lúc nào và trong hoàn cảnh nào anh có được các thông tin về trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, thưa anh Linh. Dạ vâng, thưa anh. Em được biết đến ngày này là một trong dịp rất là tình cờ mà khi em đi qua cái tượng đài Lý Thái Tổ. Và khi mà qua lượng tượng đài Lý Thái Tổ thì em thấy rất là nhiều người thắp hoa tưởng niệm ở đây. Do có sự tò mò nên em đã hỏi và được biết đây là một ngày kỷ niệm các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa đã hy sinh. Có nghĩa là trước đó, mặc dù học lịch sử, theo dõi các báo đài của nhà nước, anh chưa bao giờ nghe hoặc đọc về biến cố này phải không ạ? Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Trong quá trình học lịch sử trong trường ấy thì bọn em không thể biết những đến cái biến cố lịch sử này, nhất là cái biến cố mà ngày 19 tháng 1 năm 1974 cùng với 75 chiến sĩ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong một trận chiến giữ gìn quần đảo Hoàng Sa mà do Trung Quốc xâm lược, và đã trở thành ngày lịch sử đối với nhiều người dân Việt Nam. Tuy nhiên cái điều này chưa từng được giảng dạy cũng như là trong các chương trình lịch sử như cho các thế hệ như bọn em.
Ngay tối cái hôm mà em hỏi đó thì em rất là tò mò và em lên internet để tìm hiểu vì sao đây cái sự kiện này lại không được nhắc đến trong các trường học và vì sao là trong cái hoàn cảnh này mà tới hoàn toàn đã xảy ra mà bọn em không được biết, đồng thời là tại sao là nhà nước Việt Nam là họ không hề ghi nhớ. Sau khi tìm hiểu thì em thấy là do chính quyền Việt Nam, cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong cuộc chiến tương tàn giữa hai miền. Sau đó thì là chính quyền Trung Quốc đã cướp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Việt Nam đã không dám lên tiếng để bảo vệ về thế. Vì thế do sự phụ thuộc quá lớn vào cuộc chiến này nên họ đã không dám đưa vào các trường ở thời đó. Khi biết được sự thật thì cảm nghĩ của anh như thế nào thưa anh Linh? Thật sự là em cảm thấy rất là buồn. Thứ nhất là buồn cho sự mất mát và hy sinh của 75 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà điều em buồn nhất là việc lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là không những họ không những là ghi nhớ đến ngày này mà họ còn luôn đàn áp hay là bắt bớ những cái người tham gia tưởng niệm hải việt trận hải chiến Trường Sa năm đó. Vâng, là một người đang sống ở trong nước thì theo anh thì lý do gì mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bắt bớ đàn áp những công dân biểu tình lên án Trung Cộng xâm lấn biển đảo của Việt Nam thưa anh Linh? Trước khi trả lời câu hỏi này thì cho phép em được nhắc lại một số cái sự kiện mà đáng chú ý sau. Tức là cái ngày này 44 năm trước đấy, cái trận hải chiến của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã khai chiến với Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa thì đã diễn ra vào lúc 10:30 sáng và kết thúc không lâu sau đó là hai bên đều chịu những tổn thất rất là nặng nề về chiến cụ và nhân mạng. Trước lực lượng tiếp viện đông đảo của Trung Cộng, kể cả phi cơ chiến đấu và cướp cánh từ đảo Hải Nam, các chiến hạm Việt Nam đã phải rút lui và sau ngay sau đó 75 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, trong đó có hạm trưởng Nguyễn Văn Thà. Theo được biết thì đây là cái trận chiến bất cân xứng giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vốn đã rất khiêm nhường về số lượng và bị hạn chế về vũ khí khi mà Hoa Kỳ đã giải quyết tại Việt Nam. Trong khi đó thì Cộng sản Bắc Việt đấy thì đã hoàn toàn là câm nín trước cái việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Trong nội bộ thì để chấn an thì đảng viên chính trị Cộng sản Việt Nam đã giải thích rằng là Hoàng Sa nằm trong tay nước xã hội chủ nghĩa anh em và còn tốt hơn là thuộc về chính quyền ngụy quyền. Thật ra thì theo em nghĩ thì Đảng Cộng sản Việt Nam là họ đã thám miệng mất quai. Thì Thủ tướng Cộng sản Bắc Việt là ông Phạm Văn Đồng đã ký cái tôn hàm vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, tuyên bố công nhận là một trong những chủ quyền của Biển Đông và cả Hoàng Sa và Trường Sa, chấp nhận dâng hiến cho Trung Cộng từ những năm 1956, 55-56 để cho Trung Cộng cung cấp vũ khí và đánh chiếm miền Nam. Trở lại với cái câu hỏi của anh là vì sao Cộng sản Việt Nam lại bắt bớ người biểu tình chống Trung Cộng thì như anh biết thì trong cái diễn biến trong thời gian qua thì cho thấy là chừng nào Việt Nam còn bị tập đoàn Cộng sản cai trị thì chừng đó Việt Nam không thể đòi lại biển đảo mất mát. Vâng, quý khán giả đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Ngô Thế Linh, một người trẻ tại Sài Gòn nhân 44 năm trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Một câu hỏi chót, anh có nghĩ là một ngày nào đó dân tộc Việt sẽ đòi lại được quần đảo Hoàng Sa không thưa anh Linh? Dạ, em nghĩ điều này thì rất có thể anh, nhưng mà cái việc lấy lại quần đảo Hoàng Sa là trách nhiệm của dân tộc Việt Nam. Đây là công việc đòi hỏi thời gian và quyết tâm của cả dân tộc. Hiển nhiên là trong giai đoạn hiện tại thì điều kiện chưa thuận lợi cho nỗ lực này. Một mặt là báo quyền phương Bắc còn đang ở thời kỳ hưng thịnh, mặt khác là quan trọng hơn đó là dân tộc Việt Nam đang trong giai đoạn suy vì đang bị thành phần là Mãi Quốc Cầu Vinh thống trị nên không thể là có sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc ngay được. Nhưng mà như anh biết là lịch sử thì không chỉ là một năm, một vài năm, thậm chí là đôi ba năm mà sẽ là một giai đoạn đất nước hưng thịnh. Miễn là dân tộc Việt Nam chúng ta là luôn ghi nhớ cái quần đảo Hoàng Sa là một phần của Việt Nam đấy anh. Vâng, rất cảm ơn anh Linh đã dành thời giờ chia sẻ cảm nghĩ trong dịp tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 44 năm. Chúc sức khỏe và mến chào anh ạ. Vâng, chào anh cùng kính giả của đài ạ. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gia sản, ta về trên cho quê hương. Hôm nay, 19 tháng 1
đánh dấu 44 năm ngày Trung Cộng chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trận hải chiến Hoàng Sa là một biến cố quan trọng trong dòng sử Việt. Biến cố đã cho chúng ta những bài học gì? Mời quý khán giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, ngày này, 44 năm trước, các chiến sĩ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã khai chiến chống quân Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa. Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng và kết thúc không lâu sau đó. Hai bên đều chịu những tổn thất nặng về chiến cụ và nhân mạng. Trước lực lượng tiếp viện đông đảo của Trung Cộng, kể cả phi cơ chiến đấu cất cánh từ đảo Hải Nam, các chiến hạm Việt Nam phải rút lui. 75 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh, trong đó có hạm trưởng Ngụy Văn Thà, tuẫn tiết theo hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10. Đây là một trận chiến bất cân xứng. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vốn đã rất khiêm nhường về số lượng so với hải quân của Trung Cộng, lại còn bị hạn chế tiếp liệu vì Hoa Kỳ đã giải kết tại Việt Nam. Thêm vào đó, hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải dồn phần lớn lực lượng để ngăn chặn quân Cộng sản Bắc Việt đang đẩy mạnh công cuộc chiếm đoạt miền Nam bằng vũ lực. Về phía Trung Cộng, lợi dụng cơ hội Việt Nam suy yếu, và nhất là sự nhắm mắt làm ngơ của Hoa Kỳ, đã tiến hành việc chiếm đoạt Hoàng Sa. Kế hoạch này đã được nghiên cứu, chuẩn bị quy mô từ cuối năm 1973, do chính Mao Trạch Đông trực tiếp chỉ đạo. Dù biết thế yếu, hoàn cảnh hung hiểm, nhưng các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa vẫn anh dũng khai chiến với lực lượng Trung Cộng. Các chiến sĩ hải quân chấp nhận hy sinh vì Hoàng Sa là gia sản mà tiền nhân trao truyền lại cho hậu thế. Dù biết đi vào cửa tử, các chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn hiên ngang chấp nhận. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt đã hoàn toàn câm nín trước việc Trung Cộng chiếm đoạt Hoàng Sa. Trong nội bộ, để trấn an cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải thích: Hoàng Sa nằm trong tay nước xã hội chủ nghĩa anh em, còn tốt hơn là thuộc chính quyền Ngụy. Thật ra, Đảng Cộng sản Việt Nam há miệng mắt quay, vì Thủ tướng Cộng sản Bắc Việt là Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958, tuyên bố công nhận và tôn trọng chủ quyền của Trung Cộng trên vùng Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Chấp nhận hiến dâng các hải đảo này cho Bắc Kinh là quyết định của Hồ Chí Minh từ những năm 1955-1956 để được Trung Cộng cung cấp vũ khí, quân dụng đánh chiếm miền Nam khi con đường hiệp thương thống nhất đất nước không thành. Hôm nay, 44 năm sau ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, cuộc diện đã thay đổi mọi mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thôn tính được cả nước, nhưng lại lộ rõ bản chất hèn với giặc, ác với dân, khiến cho toàn dân lên án. Trung Cộng từ một nước chậm tiến đã trở thành một cường quốc, và tham vọng bành trướng ngày càng lộ liễu trắng trợn. Chính sách co cụm của Hoa Kỳ hiện nay càng giúp cho Bắc Kinh có cơ hội thực hiện cái gọi là giấc mơ Trung Quốc để tiến đến vị trí cường quốc số một trên thế giới. Với những biến chuyển trên, sự hy sinh của 75 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa đã có một ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Sự kiện này là một bằng chứng để minh xác với thế giới là Hoàng Sa là của Việt Nam, và chủ quyền này được chứng tỏ bằng máu xương thật sự. Và biến cố Hoàng Sa cũng nhắc nhở, muốn bảo vệ đất nước, biển đảo, dân Việt phải dựa vào chính nội lực của mình. Sự yểm trợ từ bên ngoài, dù từ đâu, cũng chỉ để phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang. Đồng thời, diễn biến trong thời gian qua cũng cho thấy, chừng nào Việt Nam còn bị tập đoàn Cộng sản cai trị,
thì chừng đó Việt Nam không những không thể đòi lại biển đảo đã mất, mà còn có thể mất thêm đất biển, như đã chứng minh qua bao sự kiện đã và đang diễn ra. Cụ thể hiện nay, trong khi Trung Cộng ngày càng có những hành động lấn chiếm các đảo của Việt Nam tại Trường Sa, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vùi đầu say sưa trong việc đốt lò, chống tham nhũng, nhưng thực chất chính là mưu mô để triệt hạ phe phái đối nghịch trong đảng. Việc lấy lại Hoàng Sa là trách nhiệm của dân tộc Việt. Đây là công cuộc đòi hỏi thời gian và quyết tâm của cả dân tộc. Hiển nhiên trong giai đoạn hiện tại, điều kiện chưa thuận lợi cho nỗ lực này. Một mặt, bá quyền phương Bắc đang ở thời hưng thịnh. Mặt khác, quan trọng hơn, dân tộc Việt đang trong giai đoạn suy vi vì đang bị thành phần Mãi Quốc Cầu Vinh thống trị, nên không thể huy động được sức mạnh của đại khối dân tộc. Nhưng lịch sử không chỉ tính một vài năm, một vài thập niên, thậm chí đôi 300 năm, sẽ đến giai đoạn đất nước hưng thịnh. Miễn là dân tộc Việt phải luôn ghi nhớ quần đảo Hoàng Sa là một phần của Việt Nam. Trận hải chiến Hoàng Sa với cái chết anh dũng của 75 chiến sĩ ngày 19 tháng Giêng năm 1974 chính là một trang sử viết bằng máu để nhắc nhở con dân nước Việt luôn ghi nhớ Hoàng Sa là của Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.